Chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta giải một số các bài toán ứng dụng cái phần bài toán vị trí và bài toán lượng mà chúng ta đã học. Cụ thể ở đây đó là các bài toán xác định các cái vết của mặt phẳng khi biết một số các yếu tố cho trước. Thì đây là những bài toán hết sức là tiêu biểu và cũng thường gặp khi chúng ta nghiên cứu về phần hình họa 1. Thì đầu tiên bài toán số 1 là xác định hai vết còn lại của các mặt phẳng Q và R. Biết rằng hai mặt phẳng này cùng song song với đường thẳng A và xác định cái giao tuyến của hai mặt phẳng này. Thế thì các cái bài toán dạng như này thường người ta sẽ cho cái mặt phẳng đấy bởi một vết trước, yêu cầu người ta là phải xác định các vết còn lại. Thì các bạn cần lưu ý rằng là khi mặt phẳng cho bởi một vết thôi thì bản chất tức là mặt phẳng đấy đang cho bởi một đường thẳng. Vết là một đường thẳng đặc biệt. Ở đây ví dụ về một Q thì đây là một cái đường thẳng, hình chiếu đứng của một cái đường thẳng. Nó là giao của mặt phẳng Q với cả V1, và hình chiếu đứng với một Q thì chính là cái nét này. Còn hình chiếu bằng của nó thì chính là trục x. Đấy, như vậy tức là bản chất tức là mặt phẳng Q đây mới xác định được về một đường thẳng. Vậy thì muốn xác định được mặt phẳng Q thì chúng ta còn phải xác định thêm một yếu tố nữa, đó là một đường thẳng nữa cắt vào cái V1Q này. Thì ở đây người ta cho cái dữ kiện đấy bằng cách là cho mặt phẳng đấy song song với đường thẳng A. Vậy thì cách giải bài này đó là gì? Chúng ta sẽ tiến hành lấy một cái điểm bất kỳ ở trên cái vết đứng kèm một đường thẳng song song với đường A. Thế sau đó chúng ta sẽ tiến hành xác định cái vết của cái đường thẳng vừa mới kẻ, vết bằng của cái đường thẳng vừa mới kẻ, và chúng ta nối với cả cái giao của vết đứng với trục x thì chúng ta sẽ ra được vết bằng của mặt phẳng Q, và hoàn toàn tương tự với mặt phẳng R. Thì ở đây tôi sẽ tiến hành làm ví dụ với mặt phẳng Q trước. Tôi lấy một cái điểm nằm trên cái mặt cái V1Q, thì cái hình chiếu đứng của nó nằm trên V1Q, hình chiếu bằng của nó sẽ nằm trên trục x. Thì cái này thì điểm này thì các bạn thì đánh đồ thức cũng được, mà không đánh đồ thức thì cũng không sao. Thì ở đây tôi cứ đánh đồ thức để các bạn dễ theo dõi. Điểm này tôi gọi điểm này nó là điểm 11 đi. Thì đây sẽ là 12. Đây là 12. Như vậy điểm này thì thuộc vết đứng, cho nên là đương nhiên nó thuộc mặt phẳng Q. Bây giờ qua cái điểm này tôi sẽ kẻ một cái đường thẳng song song với cái đường A, kẻ một đường thẳng song song với đường A để xác định cái mặt phẳng Q, cái mặt phẳng Q song song với đường A. Thì ở đây tôi kẻ cái đường thẳng song song với đường A đi qua điểm 1. Đấy, như vậy thì qua 11 tôi kẻ song song A1, còn qua 12 tôi kẻ cái đường thẳng song song với cả A2. Đấy, đây là đường hỗ trợ cho nên tôi để một vào. Như vậy là tôi kẻ hình chữ đứng của cái đường thẳng đấy, tôi gọi lần lượt cái đường thẳng này tôi gọi là D1 đi. Đây là D1, còn cái này sẽ là D2 song song với A2. Đấy. Thế và bây giờ chúng ta xác định cái vết bằng của cái đường D này, nối nó vào cái giao của vết đứng với trục x là được. Thì để xác định vết bằng của đường D thì chúng ta kéo dài hình chiếu đứng cắt trục x, kéo dài hình chiếu đứng lên cắt trục x, sau đó chúng ta gióng xuống hình chiếu bằng D2 thì ở đây chúng ta gióng cái này xuống hình chiếu bằng D2. Thì hai cái đường này cắt nhau, chúng ta sẽ cho ta cái vết bằng của đường D. Đấy, vết bằng của đường D đây chính là vết bằng của đường D, và chúng ta nối cái vết bằng của đường D vừa mới tìm với cả cái điểm này là ra của vết đứng của trục x, thì hai vết sẽ cắt nhau thành điểm trục x. Thì đây chính là cái V2Q chúng ta cần tìm. Đấy, rất đơn giản, tức là cứ lấy một điểm trên A, cái vết đứng kẻ đường thẳng song song với đường A, tìm vết bằng của đường thẳng đấy, xong nối với cả cái giao điểm của vết đứng với trục x là ra được cái V2Q. Đây là V2Q. Bây giờ chúng ta xác định cái vết đứng của đường của mặt phẳng R. V2R đây thì ở đây cũng hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng lấy một cái điểm nằm trên V2R, xác định cái vết đứng kẻ qua cái điểm đấy một cái đường thẳng song song với đường A, rồi xác định cái vết đứng của cái đường A đấy, của cái đường thẳng vừa kẻ đấy, sau đó chúng ta nối với cả cái giao của VR với trục x là chúng ta sẽ giải được cái bài toán xác định vết đứng của mặt phẳng R. Thì ở đây hoàn toàn tương tự, thì chúng ta lấy một điểm nằm trên cái V2R. Nếu như bạn nào mà không muốn vẽ nhiều để tiết kiệm không gian thì ta lấy trùng vào đây cũng được, lấy trùng ngay vào vị trí này cũng được. Đấy. Còn nếu không ta lấy dịch ra đây một chút, ví dụ ta lấy dịch ra đây, lấy một điểm. Đấy, tôi gọi điểm này điểm 2 đi, thì chỗ này các bạn sẽ thấy là đây sẽ là 22, còn đây là 21. Đấy. Tôi vào qua cái điểm 2, tôi kẻ cái đường thẳng song song đường A, tôi kẻ một đường K chẳng hạn song song đường A, thì đường K1 song song A1 thì đi qua 21. Đấy, đi qua 21. Còn K2 thì song song với A2. Đấy, tức là song song với cả đề 2 luôn, đi qua 22. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định cái ở đây là vết đứng của cái đường K vừa kẻ để nối với cả cái điểm này. Thì để xác định cái vết đứng của cái đường K đây thì kéo ra cái hình chiếu bằng này, đúng không? Cắt trục x thành điểm này, gióng lên trên hình chiếu đứng. Đó, gióng lên hình chiếu đứng chính là gióng lên đường này. Thì đây chính là vết đứng của đường K chúng ta vừa kể. Và sau đó thì chúng ta nối điểm này với cả cái điểm vừa mới vết đứng của đường K với cả cái giao của V2R với cả trục x, thì kéo dài ra thì sẽ đây chính là cái vết đứng của mặt phẳng R. Đấy, đây chính là vết đứng của mặt phẳng R. Đây V1 rồi. Đấy. Thế thì sau khi xác định xong cái đầy đủ các yếu tố của cái mặt phẳng R, mặt phẳng Q, đó là hai vết, thì cái việc xác định giao tuyến này hết sức là đơn giản rồi. Đấy. Hai cái vết đứng cắt nhau để cho ta điểm chung. Đây. Điểm chung thứ nhất đây. Còn hai vết bằng cắt nhau cũng cho ta điểm chung, đúng không? Đấy, điểm chung thứ nhất đây, hình chiếu đứng đây thì hình chiếu bằng đây. Đấy. Còn điểm chung thứ hai tức là điểm hai vết bằng cắt nhau đây, hình chiếu bằng đây, thì hình chiếu đứng của nó đương nhiên rơi trên trục x ở đây. Và giao tuyến của chúng ta giữa hai phẳng này thì đơn giản, chính là nối hình chiếu đứng, hai cái hình chiếu đứng với nhau, nối hai cái hình chiếu bằng với nhau, đúng không? Nếu như các bạn nhận xét, các bạn để ý, các bạn sẽ nhận xét thấy ngay là gì, hai cái giao tuyến chúng ta vừa mới vẽ này, tôi chuyển sang cái màu này, nó sẽ song song với cả cái đường A, đúng không? Hình chiếu đứng song song A1, hình chiếu bằng của giao tuyến sẽ song song với A2. Đấy, thế cho nên là thực chất ra thì khi xác định, chúng ta chỉ cần xác định một điểm chung, cái điểm này thôi, nằm xuống đây từng ta tìm được hình chiếu bằng, thì xong rồi qua cái hình chiếu đứng, hình chiếu bằng này ta kẻ lần lượt các cái đường thẳng song song với cả cái đường A, thì ta cũng vẽ ngay ra được cái giao tuyến màu xanh này. Đấy, không nhất thiết phải tìm cả thêm một cái điểm bên dưới này nữa. Nhưng đây thì tôi cứ tìm đầy đủ cho các bạn, chứng minh cho các bạn thấy là sau khi mà vẽ giao tuyến chung thì hai mặt phẳng cùng song song đường A thì giao tuyến mỗi màu xanh này chắc chắn là cũng phải là song song với các cái đường A này. Đấy, đây là bài toán số 1, bài toán rất là tiêu biểu và hay gặp, đó là xác định các vết còn lại. Bài toán số 2 thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bài này nó yêu cầu xác định vết còn lại của mặt phẳng Q. Khi mà biết là ở đây cái dữ kiện cho là mặt phẳng Q vuông góc với mặt phẳng R, mặt phẳng Q vuông góc R, mà R người ta cho đây là có R1 thôi. Ký hiệu R1 đây thì các bạn hiểu ngay rằng là mặt phẳng R1 này thực ra đủ dữ kiện rồi. Mặt phẳng R1 này thực chất ra đây là mặt phẳng chiếu đứng. Và nếu các bạn vẽ đầy đủ ra thì các bạn sẽ thấy rằng là V1R sẽ trùng với cả R1, V1R trùng R1. Thế còn V2R thì qua đây chúng ta kẻ vuông góc. Đấy, thì đây chính là cái V2R. Đấy, tức là mặt phẳng R hoàn toàn xác định. Mặt phẳng Q bây giờ chưa đủ yếu tố và mới biết được một đường thẳng chính là cái vết bằng. Thế bây giờ cần phải xác định thêm một cái kẻ thêm một đường thẳng nữa thì người ta cho là thẳng Q vuông góc phẳng R. Vậy thì ở đây tôi lấy một điểm nằm trên mặt phẳng Q, ví dụ tôi lấy điểm này, lấy đâu cũng được, ví dụ này, lấy vị trí này, lấy một điểm nào trên mặt phẳng Q. Ví dụ điểm này tôi gọi là điểm 1 đi, thì 1,1 đây, 2 đây, điểm nằm trên vết bằng thì hình chữ đứng dưới chân trụ x. Qua cái điểm mà 1 này tôi kẻ cái đường thẳng vuông góc với cả mặt phẳng R, đúng không? Đấy. Qua cái điểm này tôi kẻ đường thẳng vuông góc mặt phẳng R thì đương nhiên rằng là theo tính chất thì cái đường thẳng đấy, cái đường thẳng mà ta kẻ này, sẽ nằm trọn trong cái mặt phẳng Q. Đấy, nằm trọn trong mặt phẳng Q vì mặt phẳng Q vuông góc mặt phẳng R. Như vậy là chúng ta kẻ được một đường thẳng nữa thì lúc đấy mặt phẳng Q xác định về hai đường cắt nhau thì hoàn toàn có thể tìm được vết còn lại. Vậy ở đây thì tôi qua cái điểm 1 tôi kẻ đường D vuông góc với mặt phẳng R thì đương nhiên là cái này ta đã học rồi. Muốn kẻ đường thẳng vuông góc với cả mặt phẳng này thì hình chiếu đứng của nó, nếu mặt phẳng cho 72 vết thì hình chiếu đứng của nó sẽ vuông góc với vết đứng, còn hình chiếu bằng của cái đường thẳng đấy thì sẽ vuông góc với vết bằng. Đấy, vuông góc với vết bằng như này. Đấy, thì đây chính là D1. Còn D2 là đây. Đấy, như vậy là các bạn thấy là tôi kẻ xong đường D, và đường D này thì chúng ta đều biết là nó sẽ nằm trong mặt phẳng Q. Đấy. Bây giờ thì chúng ta đã có cái đường D này, bây giờ chúng ta xác định cái vết xác định nốt cái vết còn lại của mặt phẳng Q thì dễ rồi. Mặt phẳng Q lúc này hoàn toàn đã xác định rồi. Bây giờ vết còn lại của mặt phẳng Q, vết đứng của mặt phẳng Q tìm như thế nào? Thì chúng ta tìm vết đứng của đường D, sau đó thì nối với cả cái giao của V2Q về các trụ x thì sẽ ra được vết đứng của cái mặt phẳng Q. Thì vết đứng của đường D đâu? Thì chúng ta đã học rồi. Muốn tìm vết đứng của đường D, đúng không? Mở rộng chúng ta đã học cái mở rộng không gian Euclid bằng các yếu tố vô tận. Thì để tìm vết đứng đường D thì chúng ta gọi cái vết đứng đấy là điểm M nhé. Thì cái đường D này kéo dài, muốn tìm vết đứng đường D thì kéo dài hình chiếu bằng D2 cắt trụ x, xong dòng đến D1. Bây giờ D2 ở đây thì rõ ràng theo cách vẽ này chúng ta song song trụ x, thế cho nên rằng là D2 cắt được trụ x thì nó sẽ cắt trụ x ở đây là một điểm, cắt trụ x ở điểm M vô tận. Tôi gọi điểm M đấy chính là cái vết đứng của đường D đấy. Thì D2 cắt trục x tại điểm M2 vô tận. M2 vô tận này. Đấy, chúng ta ôn lại một số cái kiến thức về mở rộng không gian Euclid 3 chiều bằng cái yếu tố vô tận. Thì tôi gọi đây là điểm M, vết đứng này. Đây sẽ là M2. M2 vô tận. là hai vô tận. Đấy, kéo dài đường D cho các trục x tại điểm M2 vô tận. Đấy, M2 vô tận. Thế thì sau khi có được cái điểm M2 vô tận, chúng ta gióng lên D1 để chúng ta tìm ra được cái vết đứng của đường D. Thế thì điểm M2 nằm ở vô tận, cho nên khi gióng lên V1 thì M1 vô tận. M1 sẽ chính là cũng nằm ở vô tận của hướng đường D1 này, tức là ở đây cái M1 vô tận sẽ nằm ở cái hướng vô tận của cái đường D1 này. Đây được gọi là M1 vô tận. M1 vô tận. Đấy. Như vậy là tôi đã tìm được cái vết bằng vết đứng của cái đường D này, đúng không? Đúng theo cái cách tìm vết của đường thẳng. Kéo dài hình chiếu bằng các trục x, gióng lên hình chiếu đứng, ta tìm ra được cái vết đứng. Và bây giờ nối cái vết điểm giao của V2Q với trục x này với cái vết đứng vô tận này, đúng không? Thì đây vì nó là một vô tận, thế muốn nối với điểm vô tận này ta phải kẻ song song với cả cái hướng vô tận này, đúng không? Tức là đây là ta sẽ kẻ song song này, thì chính là ta đã nối cái này vào cái điểm vô tận đấy. Đấy. Và đây chính là cái V1Q cần tìm. Đấy. Đây chính là V1Q cần tìm. Đấy. Đấy là giải thích theo cách mở rộng không gian ở Euclid 3 triệu bằng các yếu tố vô tận. Với cái bài này thì các bạn khi mà đã hiểu được cái yếu tố vô tận, mở rộng cái yếu tố không gian Euclid 3 chiều bằng cái yếu tố vô tận, thì nó giải thích bài này rất đơn giản. Ngoài ra còn một cái giải thích khác, đó là gì? Cái đường D này là đường mặt thuộc mặt phẳng Q, đúng không? Thế thì đường D là đường mặt thuộc mặt phẳng Q, thì vết đứng là tất cả những đường mặt của mặt phẳng thì đều song song với cả vết đứng, cho nên là chúng ta hoàn toàn là có thể qua cái điểm này ta kẻ song song với cả cái hướng đường mặt này, thì chúng ta cũng tìm ra được ngay cái vết đứng V1Q ngay. Đấy, thế nhưng đấy là cái cách giải thích theo hình học thông thường. Thế còn nếu giải thích theo cái mở rộng không gian với 3 chiều thì chúng ta thấy là hoàn toàn là chúng ta có thể giải thích được. Và sau khi chúng ta tìm được V1Q thì yêu cầu xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Cái này thì dễ rồi. Giao tuyến của hai mặt phẳng cho bài hai vết thì hai hình chiếu đứng cắt nhau tại một điểm này. Đấy, hình chiếu đứng cắt nhau tại điểm. Hai hình chiếu bằng đây cắt nhau thành một điểm. Lại cho tam điểm từ sao nữa. Đây, hai hình chiếu bằng cắt nhau thành một điểm. Đúng không? Hình chiếu đứng nó cắt nhau thành một điểm này. Thì đây chính là hình chiếu bằng của điểm giao này, đúng không? Thế còn cái điểm này thì đương nhiên là cắt nhau, hai hình chiếu bằng này cắt nhau, thì cái điểm giao đây, cái hình chiếu đúng cái điểm giao này là đây. Đấy. Vậy thì giao tuyến thực ra rằng là cái giao tuyến G1 thì đương nhiên là trùng với cả cái nét R1 này rồi, đúng không? Tôi gọi giao tuyến của hai mặt phẳng này là G nhé. Gọi là G đi. Thì hiển nhiên vì mặt phẳng R đây là mặt phẳng chiếu đứng, cho nên là chúng ta thấy là cái G1 trùng vào cái nét này luôn. Đây là G1. Còn G2 là cái nét này. Đấy. Đây là G2. Đấy. Hai vết đứng cắt nhau tại điểm trên, hai vết đứng cắt nhau tại điểm này, hình chiếu đứng đây, hình chiếu bằng đây, hai vết bằng cắt nhau tại điểm, hình chiếu đứng đây, hình chiếu bằng này. Đấy, nối hai điểm lại, hình chiếu đứng trùng một nét R1, còn hình chiếu bằng nối lại, đây chính là G2 cần tìm. Đấy, cho thành màu xanh các bạn sẽ theo dõi. Đấy, lần G1 trùng vào cái nét R1 này rồi. Đấy, như vậy bài toán này giải xong. Tiếp tục bài toán còn lại trong video này là tìm vết, cũng là tìm vết thôi, tìm vết còn lại của cái mặt phẳng R. Biết rằng là mặt phẳng Q vuông góc với cả mặt phẳng R. Đấy, mặt phẳng Q vuông góc với mặt phẳng R. Thì tương tự như cái bài toán này, các bạn sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta cũng sẽ lấy một cái điểm nằm ở trên cái vết đứng, ta kẻ vuông góc với các phần quy, xong ta tìm các cái vết còn lại của một phần R này thông qua các cái yếu tố đã có. Đây là ta làm này, lấy một điểm nằm trên cái vết đứng của mặt phẳng R. Hiện nay tôi gọi điểm 1 đi, 1 đây thì 12 đây. Sau đó qua điểm này tôi sẽ tiến hành kẻ vuông góc với mặt phẳng Q. Kẻ đường D vuông góc phẳng Q thì hình chiếu đứng đi qua 11 vuông góc với cả bên Q, hình chiếu bằng đi qua 12 vuông góc với 2 Q. Đấy, cái đường D này. Sau đó tôi sau cách dựa trên cái dựng này tôi chứng minh được ngay rằng đường D này thỏa mãn, là nếu mà dựng theo này thì chắc chắn đường D này là nằm trong mặt phẳng Q, vì mặt phẳng Q vuông góc với cả mặt phẳng R thì đường D mà vừa dựng chắc chắn là sẽ nằm trọn trong cái mặt phẳng, thì nó nằm trọn trong mặt phẳng R. Đấy, theo cái dựng đường D sẽ nằm trọn trong mặt phẳng R. Đấy, và như vậy thì mặt phẳng R lúc này đã xác định bởi hai đường cắt nhau rồi, đường này và vết đường cắt nhau rồi đây. Đấy, thì bây giờ hoàn toàn ta có thể xác định được cái vết còn lại, vết bằng của mặt phẳng R, bằng cách là chúng ta xác định vết bằng với đường này. Chúng ta kéo dài cái muốn xác định cái vết bằng của đường này thì kéo dài cái hình chiếu đứng này, cắt trục x này, kéo dài hình chiếu đứng này, cắt trục x này, xong rồi sau đó thì ta gióng xuống hình chiếu bằng, cái hình chiếu bằng này, đấy ta gióng thẳng góc với hình chiếu bằng. Đấy, thì đây chính là vết bằng của cái đường thẳng D. Đấy, đây tôi gọi đường vừa dựng đây là cái đường D nhé. Thì đây chính là D1, còn D2. Đấy. Vậy thì kéo dài D1 cho cắt trục x, đúng không? Đấy, xong rồi gióng xuống D2 thì ta viết bằng đường D, vết bằng đường D này. Sau đó ta nối cái vết bằng của đường D này với cả cái giao của V1R với cả trục x thì chúng ta sẽ tìm được V2R. Đây chính là V2R. Thì đương nhiên bình thường ta sẽ vẽ nó nằm bên dưới này cho nó nhìn cho nó dễ, đúng không? Đấy, cái nét này này chính là V2R. Đây là mặt phẳng R. Xong. Và bây giờ yêu cầu xác định giao tuyến của hai mặt phẳng này thì cũng tương tự như bài này thôi. Hai vết bằng cắt nhau tại một điểm. Đấy, hai vết bằng cắt nhau tại một điểm. Hình chiếu bằng đây, hình chiếu đứng đây, hai vết đứng cắt nhau tại một điểm, hai vết đứng đây cắt nhau tại một điểm, hình chiếu đứng đây, hình chiếu bằng đây. Đấy. Thế là nối hai điểm này lại thì cho ta giao tuyến của hai mặt phẳng cần tìm. Nối hai cái hình chiếu đứng này lại này, nối hai cái hình chiếu bằng này lại này. Đấy. Thì đây chính là giao tuyến của hai mặt phẳng R và Q cần tìm. Đấy. Bài toán đã giải xong. Như vậy là trong cái video này thì các bạn đã làm quen với các bài toán xác định các cái vết của mặt phẳng khi mà chúng ta không biết đầy đủ các cái yếu tố, cái vết của mặt phẳng, không biết cả hai vết, mình sẽ cho một vết thôi, thông thường sẽ cho một vết thôi và tìm vết còn lại, nhưng mà người ta cho thêm một cái dữ kiện nào đấy để người ta xác định cái vết còn lại. Để có thể là song song hai mặt phẳng thì cùng song song, mặt phẳng một đường thẳng thứ ba, hoặc là hai mặt phẳng đấy vuông góc với nhau. Đấy, một mặt phẳng cho với hai vết, mặt phẳng còn lại cần phải xác định vết. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng các cái lý thuyết về bài toán vị trí và bài toán lượng, và đây là kẻ đường thẳng vuông góc mặt phẳng mà ta đã học, để giải được cái dạng bài toán tìm vết này. Thì trong cái video kế tiếp thì tôi có thể hướng dẫn các bạn một số những cái dạng bài toán là dựng các cái hình thật của các tam giác, hình vuông, vân vân nằm trong các mặt phẳng, xác định độ lẫn thật của các hình phẳng, ứng dụng cái phần bài toán lượng, các phép biến đổi hình chiếu. Thì nếu như các bạn thấy cái video hữu ích, các bạn có thể chia sẻ cho các bạn bè mình để chúng ta cùng nghiên cứu thêm, và chúng ta có cái gì thắc mắc thì chúng ta hãy để comment ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.